bỏ tên mơ đi. Nhưng là anh ta thấy cạch cạch con không mà. Cạch con không. Mình nôm phong luôn. Thằng ôn tùy rồi. Đây. Còn nhà hộp muối nghe hội chứ anh nhé à, cái mưa đi anh ớt đã mắm mặt vọp mà ớt chứ đàn đi ớt chứ đàn đi ớt chứ đàn đi ớt chứ đàn đi ớt đục như nấm Cambodia traditional noodle. The Cambodia noodle is made from by rice and make with the soil of the fried fish. Chạp mà con đang chạy ôn tạm án con đang mới nó con rằm ừ, bơi xong mùi.
Can bite us up. Chẳng bước trong YouTube á. Sự ích mua nhóm nó chạy nhỉ. À, chụp vlog nó nè. So now I would like to inform you in the present that it's Khmer Noodle. That Khmer Noodle is made from rice. That the sauce of this noodle we make from chili, salt, and ingredient, and dry fish. Also, and make with vegetable. The people always make this noodle on the Khmer festival every year. That, so now let's test together. Okay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.